Dạ, Thế xin kính chào các cô chú, các anh chị và các bạn. Thế xin kính chúc quý bà, cô chú, anh chị cùng các bạn là thật nhiều sức khỏe. Thì hôm nay mình đi nấu ăn cho bà con ở khu cách ly vào buổi sáng nha cô chú anh chị. Thì tận dụng thời gian, thì giờ này là buổi chiều. Giờ là mình đến xuống dưới mình thăm bà cô là bán bún, là bị lỗi tay đó cô chú anh chị. Thì cũng có mạnh thường quân là gỡ tiền cho cô. Thì hôm nay mình xuống mình thăm cô, trao cái số tiền của mạnh thường quân gỡ cho cô. Thì hôm nay là cái thời gian mà cách ly cô chú anh chị, cách ly với phong tỏa là được là gỡ bỏ khoảng là 3 ngày rồi. Thì hôm nay thì mình xuống để mình trao cái số tiền này cho cô, tại vì Mạnh Thường Quân nó gỡ mình cũng hơi lâu rồi, do là tình hình cách ly với phong tỏa thì cho nên mình đi không có được. Thì hôm nay là được đi tới đi lui thoải mái rồi, thì mình bắt đầu là mình chuẩn bị mình đi gỡ tiền cho bà con mà được là cô chú Mạnh Thường Quân đã bàn giao đã gỡ. Thì cái đường này là vô nhà cô, do là đây là cái tiệm cái quán bún của cô nha, là do là cái tình hình dịch bệnh cho nên là cô buôn bán không có được, hoàn cảnh thì cũng rất là khổ. Thì cũng được cái số tiền này gửi cho cô thì mình thấy cũng rất là mừng nha cô chú anh chị. Thì hai vợ chồng không có con, thì cô bị gãy cái tay đó, nhưng mà nó cong trong cái thời gian mà nó mới bị đó, nó cong rồi không có tiền chữa trị, thành ra là để bây giờ là nó cong nó có tật luôn, thì cô cũng không có làm gì được nặng. Thì còn một mình ông chú à, hai vợ chồng là bán bún bò bọt sống qua ngày, nghe nói thì cũng nợ nặng, cho nên là ngày nào không bán là ngày đó là khổ lắm. Dạ con chào cô. Dạ. Dạ. Cô khỏe hả cô? Bữa nay mấy mình nghỉ bán bao lâu rồi, sao bữa nay thấy trắng trẻo đẹp gái như vậy? Nghỉ bán trong 3 tháng rồi. 3 tháng rồi ha. Dạ. Rồi 3 tháng này, trong khoảng thời gian 3 tháng này mình làm gì cô? Không, người ổng đi tiếp người ta cho tiền mua đồ ăn gì đó, như tiếp bán nhất sáng ta chở chục ngàn vậy đó. Tiếp bán cái gì? Bán cơm cho nhỏ em. Ủa, Bình Định đó. Sao mà mình ở bên đây mình bán không được mà người em bên bển bán được? Là nó bán lén cái mình em đi giao. Bán lén là mình đi chở đưa cho người ta ha. Cái em đi giao cái nó cho vài chục ngàn, sáng nó mua cá này kia ăn với mua thuốc uống. Dạ. Rồi người ta cho bán lại mà chưa dám bán, chưa có vốn nữa. Chưa có vốn à? Bây giờ rồi chưa có bán. Con cũng nghe nói là hai vợ chồng mình là không có con cái gì hết đó hả con? Không. Rồi đó giờ không có con. Ở đó tới giờ không có con không? Cái nền nhà này là của mình nó xéo vậy đó hả con? Xéo vậy đó. Cái nền là đất của ông nội cho. Dạ. Hồi xưa đó. Nó có một mợ em, một miễm xéo vậy đó ha. Vậy đó, nhiều đó. Dạ. Rồi bây giờ không bán là hai vợ chồng già là ông chú thì ổng đi phụ cho người ta cơm. Nhất sáng phụ cái người ta cho ít chục ngàn đó, cái mua thuốc với mua cá này kia ăn, mua đồ xào với hồi lúc dịch bệnh ta cho gạo, cho gác, cho cá đó. Cho gạo, mình cho ăn. Gạo được ha. Người cô có tính là dự định là bán lại không? Bán mà chưa có vốn. Để chưa có vốn ha. Tình hình mình cái tay mình bị gì gì thì vậy nó có nhức mỏi gì không? Nó lâu lâu nó cũng ê. Lâu lâu nó như mày mắc mò gì. Mình mắc gờ hoài cho mắc nó được gì đó. Thì sao hồi đó lúc mà mới bị thì sao mình không sửa lại cho nó ngay ngắn vậy con? Lúc mới bị không, lúc đó mình không có biết, không có tiền. Rồi cái nó hơi lạnh rồi. Cái mới đi qua bên ông thầy, bên thuốc, bên Đồng Tháp á bà nó. Cái ổng rồi bẻ ra. Rồi sợ đau, rồi lên máu nó đâu có dám, nó nhát nữa. Rồi ổng nói nếu mà để gì thì nó lạnh gì nè. Chứ kéo là không ấy, rồi để luôn rồi cái người ta cũng kêu cho tiền nhưng mà là quân đó. Dạ. Rồi không dám rồi tới giờ luôn. Là bây giờ là chấp nhận số phận để vậy luôn hả? Chứ không kéo là vậy cái tay mình làm nặng được không? Đâu có làm nặng đâu gì có đâu. Làm nặng được, chỉ mình cầm gì thôi. Cầm vậy đó ha. Với mình làm này kia bọc đó, bọc bánh bún thí dụ mày ấy để nhét vô được. Nước thì người ta chế giùm. Dạ. Người ta nào chế? Như người ta thí dụ mà không có ổng, không có ổng đó. Thí dụ ổng vô nhà cái người ta mình làm sẵn cái người ta múc nước người ta chế vô. Còn có ổng thì ổng bán. Vậy đó. Rồi, ông chú đâu rồi? Ổng mới thì ổng đi ra ngoài Trầm Mã ổng nằm mấy. Rồi sao nhà mình không nằm mà nằm ngoài Trầm Mã? Cũng mát. Ở nhà mình nóng lắm hả? Nhất trưa nó nóng. Như giấc này. Đây là cái đồ nghề của cô bán bún nha. Cái anh đồ chị. Nghề bán bún nè. Rồi cái không bán rồi đem đó. Vô đó luôn. Thao nó đem vô ghế thì để ở ngoài. Hai vợ chồng già sống quật quật. Không có con, không có cháu, bán bún.
bữa nào mà không có tiền có nhỏ cháu xin tiền nó mua thuốc uống. Dạ. Vậy đó. Một ngày mình uống thuốc là khoảng bao nhiêu tiền vậy cô? Mua uống là tiền là 40-50 ngàn bị nó nhức. Nó nhức từ đây dài đây nữa là chắc phải mà nó có tay không đâu. Bây giờ mình thêm nhức nữa ha. Nhức rồi cái bụng thì nó bự. À, cái bụng... uống thuốc nhức chứ giữ nước. Giữ nước bụng nó bự ha. Bụng bự chứ không phải là bị bụng sơ, không phải là sơ gan. Dạ. Nhưng mà mình uống thuốc nhức cũng như uống nó rẻ, uống đề xa. Dạ. Chứ mày uống thuốc trị nào mà uống thuốc mắc. Dạ. Mắc mà phải đi về thương. Mình đâu có tiền. Ông chú có nhà không? Ông ở gần đây không? Dễ kêu dân ai vậy vậy? Trời ơi. Vậy là hồi xưa tới bây giờ mình với ổng ở đây luôn. Ở đó rồi đó, dạ, như xứ tôi ở đây. Dạ. Còn ổng thì bên Mỹ Hội rồi đó, rồi ổng đi qua theo qua đây ở. Dạ. Ừ, ở tới giờ luôn. Hồi lúc hồi nhỏ tới giờ đó. Ừ. Mà không có con. Mình không có con hay là vậy là ổng đi đâu? Ở con ngoài. Dạ. Kêu, kêu ông chú gì đó. Dạ. Ừ, cái nhà của cô vậy nè, cô chú anh chị, nó xéo qua đây một khúc, nó xéo qua đó một khúc. À, thì cái nhà này nó thấp nữa, chắc ban đêm chắc nó hầm khó ngủ lắm hả? Mà cũng dùng cũng phải chịu, nó thấp mà. Nhà này là nhà nước cho. À, nhà này mấy chú từ thiện cho hay là nhà nước cho? Nhà nước cho, trên xã. Dạ. Ừ. Còn cái nền này thì ở sớm, người Hùng... 1 triệu, 2 triệu, 500 này kia gì đó. Dạ. Đó, cho đó. Hồi xưa mình với chú làm cái gì mà tại sao mà... Hồi đó làm... thì ổng đi làm mướn. Làm tôi... mướn mà mình dình dụm không được, sao không dư giả vậy? Dình dụm đó, dình dụm cái bắt đầu nó nhức. Tàu lúc nó nhức đi đâu nổi. Tốn 80-90 triệu luôn, hết vốn luôn. Vậy là hai vợ chồng mình hồi đó tới bây giờ là làm là dư là bệnh hả con? Miễn dư là bệnh. Dạ. Có ổng không ổng? Cũng khổ ha. Vô chú ơi. Dạ. Mặc áo lấy khẩu trang chưa? Dạ. Bữa nay khỏe hả chú? Cái này khỏe hả? Khỏe mà tính khỏe cũng không khỏe gì không? Là sao nữa? Không có vô. Vậy à. Dạ chú vô ngồi kế cô đi. Ủa hai vợ chồng mình tính ăn cơm hả vậy? Mới dọn rồi. Mới dọn chưa ăn hả? Chưa, cúng. Dạ. Cúng chưa? Cúng rồi, đang cúng. Đáng lẽ hai vợ chồng mình, hai chồng không có con mà dư mới phải chứ sao kỳ vậy? Đau, tôi đau dữ lắm. Đau. Năm nay bà đau chứ là bán buôn thì cũng được. Có dư. Rồi bán lúc trước bán được, rồi sau này cái không dùng bà đau cái gì, dân bây giờ đi Bình Dương mẹ nó hết rồi. Bán buôn cũng gấp điểm nó lưỡng chứ cũng không. Rồi bây giờ là mình làm không được là dựa vào ông chú, ông đi phụ cơm cho người ta, ta cho hàng ngày. Khoan cho ngày 10 ngàn vậy đó. Ngày 10 ngàn cái mình... Nhớ em. Rồi cái đó là em ruột của mình hay bà sao con? Con người chú. Dạ. Rồi mình có anh em ruột gì không? Có anh em ruột. Mà thì nó cũng, thí dụ mình không tiền thì nó cũng cho chút đỉnh chứ. Vậy ha. Nhớ ăn mỗi ngày vậy, thí dụ không có tiền xin. Xin chỉ gì? Mua thuốc uống không à? Dạ. Uống ngày 50-60 ngàn là rẻ đó. Dạ. Rồi còn bên chú làm sao? Bên chú ở gần đây không? Bên cách nhà máy. Dạ. Rồi anh em của mình sao? Trời ơi, hai đứa thiện thằng thì nó cũng đi làm mướn đi ghé biển, giờ cũng không có đó, cũng có bên quá trời. Dạ. Rồi cỡ này nghe nói là mình nghỉ nấu rồi 3-4 tháng nay rồi hả? Thì bây giờ nhà chú chạy cho sao giờ làm lớp để tiếp nhỏ bán được thì lấy được không? Phụ để vài ngày vài chục cái là ăn thôi chứ sao vậy? Vậy đó ha. Và bây giờ hết vốn bán hay sao? Vốn thì còn đâu nữa hết. Vậy đó. Rồi một ngày vài chục rồi đủ tiền thuốc tiền men hai chồng già sống không? Vài chục đâu có đủ được. Đâu có đủ. Có tiền cá rồi mấy nhờ cái lúc mấy thì người ta cũng phụ thêm cái người ta tư thế đó hỗ trợ đó. Lúc dịch đó ha. Dịch thì có đồ ăn thì có gì bữa nào thì ấy được ngon ngon được chút, cũng ấy thì có rau ấy thì cơm thì gạo thì có sẵn cũng đỡ được khoảng đó. Dạ. Mình có bằng thêm không? Có bằng thêm được gì đó? Có đi đâu được nữa là bằng thêm. Dạ. Bây giờ cũng đâu có mà. Bây giờ cũng đâu đi đâu được đâu không? Đã vậy. Tình hình dịch bệnh thì bà con thì ai cũng khổ nha cô chú anh chị. Có gì làm lấy đỡ cho sao bây giờ. Rồi bây giờ nếu như có vốn mà mình bán lợ không? Đến 20 bán coi đi, tình hình có vốn mà dám bán lợ cũng chưa có dám nữa. Bán sợ ế để dùng mà mượn vốn người ta mà bán ế bởi cái hết vốn nữa. Dạ, cô bị nhức hay vậy? Nhức. Ngồi gì nhức đó hả? Nhức. Dạ. Mắt bớt.
Ông bóp. Rồi ông có bóp cho cô không? Không. Ok. Không bóp. Ông còn hai tay kêu mỗi ông bóp giùm chứ mình có một tay vậy thì sao bóp? Ông thật ông không lo cho ông đi chừng miễn có. À, chú có bệnh gì không? Không, nhờ đã cho phải hai đứa rồi bệnh hết rồi chết luôn. Ông thì không có bệnh. Vậy đó ha. Ừ. À. Thì cái nhà của cô nghe cô chú anh chị có khách đến cũng không có chỗ mà vô ngồi, cũng phải ngồi chứ không phải nhà quá nhỏ. Nhà nhỏ. Dạ. Với hai nữa thấp nữa. Cái trời chắc nóng lắm hả con? Nóng. Có ai ở nhà đâu. Nhà bả là trước thì cũng do bả là trước sao chứ có nhà đâu biết nóng gì không. Vậy đó ha. Chứ có khi nào ở nhà được đâu mà nóng. Dạ. Có ngại ngoài đường không? Cái nhà này của mình được 20 mét vuông không? Bà nhà có 2 thước mấy nha, bà dài 5 thước mấy đó. À, 10 mấy mét vuông à. Ừ. Dạ. Cổ thì không có con, không có cái về già, bây giờ nó khổ. Ừ. Dạ, hồi sau hồi đó mình không sinh đứa con nuôi gì mình nuôi được. Thì bởi vì nó dở. Dở ha. Ừ, hồi đó mình tính cũng như chắc từ từ nó có cái nhẹ dạ luôn. Nó à. Có cái gì thay lúc trước mới về cũng đi làm cũng khổ. Dạ. Là không giác thì thắng từ từ có vốn mới có con. Dạ. Tới chừng mà người tới chừng mà tới chừng muốn có con thì hơi hoài rồi biết rồi nghỉ luôn. À. Chứ không phải không có con mà lúc đầu người chưa có đẻ được, chưa có đẻ bắt đầu người cái làm rồi cái làm tụt luôn. À, dạ. Rồi các mình không có con luôn. Ừ. Dạ. Thì hôm nay con xuống đây rồi con thăm cô với chú. À. À, cô giới thiệu là cô tên gì đi? Xuyến. Chào chị Kim Xuyến. Cô Xuyến nha. Ừ. Rồi chú. À, Hà. À. Hà bé Năm. Hà bé Năm. Dạ. À, chú năm nay nhiêu tuổi rồi? Ngoài thì 6 rồi, chắc có 63 rồi. À, rồi cô? À, 60. À, 60 ha. Ừ. Dạ, cũng hai vợ chồng già nghe cô chú anh chị. Tuy không con không cái chứ hai chồng cũng như là nói chung ra thì cũng thương mến nhau lắm. Tội nghiệp cô một cái là cái tay là bị gãy. Thì khó khăn, hoàn cảnh khó khăn nữa. Mà không con không cái nữa thì bây giờ không biết là hai vợ chồng rồi sau này ai sẽ chăm sóc đây nữa. Đó, gầu đó ha. Dạ, gầu. Đó mình biết mình không có con, mình không kiếm đứa sau này cho nó hữu hỷ. Thì con cũng có quay mấy clip trước á, thì cũng có một số mạnh thường quân. Người ta cũng đồng cảm với cô chú, người ta thấy thương mình. Thì người ta cũng có gỡ cô với chú là một số tiền. Và mạnh thường quân là cô xe nha quý vị và các bạn. Cô xe gỡ cho cô với chú là 4 triệu và nói chung ra gỡ tiền này cũng như là hỗ trợ mùa dịch thì bây giờ thì dịch nó cũng đỡ rồi thì buôn bán là được rồi thì cô chú cũng lấy cái số tiền này để là làm vốn là bán bún sống qua ngày ha. Dạ thì con gỡ luôn cho cô là 4 triệu đây, 4 triệu đây con gỡ cho cô. Cảm ơn cô Thái nhiều lắm. Dạ cái số tiền này là của Mạnh Thùng Quân ạ. Cái chị gì đó thì nói cô xe, kêu chị xe. Dạ. Cảm ơn cô nhiều lắm. Không biết cho sao đà lời được. Quá tài mừng. Cảm ơn cô dữ lắm. Cô khổ quá khổ. Dạ. Cô cũng giữ gìn sức khỏe. Chúc cho cô chúc sức khỏe mà ăn giúp đỡ người ta nhiều hơn nữa. Dạ. Dạ. Hai vợ chồng già không con không cái rồi tôi thủi thấy tội lắm cô chú anh chị. Dạ. Thì hôm nay mình đến đây là để mình thăm cô với chú. À. Chú bé Năm với cô Hà Xuyến. Ha, cô Xuyến ha. Dạ. Thì video mình đến đây cũng xin phép được kết thúc nha cô chú anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại các cô chú anh chị trong một video tiếp theo. Xin chào. Cảm ơn nhiều lắm. Dạ. Chú ngồi sát vô cái